Chào, đây là củ dền. Hôm nay mình sẽ nấu một món canh cho gia đình. Bữa cơm của mình hôm nay là món củ dền. Canh củ dền. Gọt vỏ xong mình cho vô ca nước. Đây là khâu sơ chế củ dền. Canh củ dền rất là bổ dưỡng. Đối với những người ăn chay thường xuyên ăn củ dền, bởi vì người ăn chay thì thường xuyên thiếu sắt. Trong củ dền cung cấp sắt rất là nhiều. Cho nên khi ăn chay mình cũng thường xuyên ăn rau củ mà trong đó có củ dền rất là quan trọng nha các bạn. Thỉnh thoảng nên thường xuyên, củ dền cũng ngon. Mà lại rất là giàu dinh dưỡng nữa. Nên khi mình ăn chay thì mình nên ăn đầy đủ vitamin, rau củ quả để cung cấp cho cơ thể của mình không có bị yếu ớt. Những người ăn chay mà người ta ăn theo đạo đạo Phật hay là người ta muốn tu để ăn chay thì họ thường xuyên ăn khó khăn khổ hạnh lắm. Nhưng mà quan niệm như vậy là sai rồi. Ví dụ mình là người ăn chay vì lòng nhân ái không muốn sát sanh, nhưng mà mình cũng nên ăn cho đầy đủ rau củ quả, tất cả đều là rau củ quả. Và cái món canh của mình hôm nay là gồm có khoai tây, củ dền. Mình sẽ nấu một tô canh chay. Đây là khâu chuẩn bị sơ chế. Xin chào. Rồi, hôm nay mình sẽ chuẩn bị một bữa cơm trưa cho gia đình. Đây là đậu hũ tươi. Mình sẽ xắt đậu hũ tươi ra miếng nhỏ mỏng như thế này. Đây là cách chế biến đơn giản của gia đình mình là ăn cơm ăn chay mỗi ngày. Tức là mình không có chiên đậu hũ ở trên cái chảo mà giống như người ta hướng dẫn nấu chay cắt đậu hũ ra chiên giòn, mà mình chiên theo kiểu ăn của gia đình mình. Mình cũng để hơi nhiều dầu một chút vô trong chảo. Nhưng đậu hũ thì mình cắt miếng vừa ăn nhỏ mỏng vậy nè, không có cắt dày. Rồi mình xào trên lửa. Tức là nó hơi mất thời gian một chút, nhưng mà cách chế biến này đậu hũ ăn nó sẽ ít ngán hơn, nó rất là ngon. Mình sẽ để trên lửa lớn. Rồi. Đây là chảo dầu, mình đã cho dầu nóng. Mình cho vào chảo. Cách xắt đậu hũ như vậy là cái cách mà mình chế biến ăn cho gia đình. Mình cắt nhuyễn như thế này, mỏng mỏng ra, không có quá nhuyễn, nhưng mà cắt nó rất là mỏng. Sau đó mình cho lên chảo dầu nóng. Và tiếp tục, mình sẽ cho một ít hạt nêm. Khi mình cho đậu hũ vô chảo rồi thì mình sẽ cho một ít hạt nêm vào. Bởi vì khi hạt nêm mà nó vô trong miếng đậu hũ tươi như thế này thì nó sẽ ngấm vô. Và một bên khi lửa mà nó lớn thì nó giòn lên, nó vàng lên thì mình hãy trở bề. Và một ít tiêu. Tiêu xay nhuyễn. Đây là một cách chế biến cho món đậu hũ mặn để mình ăn với bữa cơm hàng ngày trong gia đình. Tức là mình ăn không có mặn quá cho nên mình chỉ rắc một ít hạt nêm thôi cho nó vừa ăn, là không quá mặn. Nó cũng không giống đậu hũ muối mà nó là một loại đậu hũ mình chiên tiêu. Vì vậy mình rắc hạt nêm lên rồi xong cái mình rắc tiêu lên rồi mình để cho nó vàng một bề, xong mình trở bề lại. Khi mình trở bề lại thì sắp vàng hết đều thì mình sẽ rải hành lá lên. Rồi còn đây là cái nồi canh mình chuẩn bị nấu một tô canh củ dền. Tiếp tục là mình sẽ sơ chế củ dền. Đây là củ dền mình đã gọt rửa sạch sẽ.
và ngâm nước. Mình sẽ cắt củ dền ra. Khi ăn chay thì củ dền là một món ăn bổ dưỡng cho người ăn chay. Ở đây hôm nay mình sẽ nấu củ dền. Với khoai tây. Rồi mình sẽ chế củ dền xong. Mình sẽ cho vào nồi luôn. Không cần đợi nước sôi gì đâu. Mình cho củ dền vào và bắt đầu mình nêm nếp. Cho một muỗng hạt nêm vào. Bởi vì khi mình nêm nếm gia vị vô trong cái nước sôi á thì củ dền nó ra cùng với hương vị của đồ nêm nó sẽ vừa ăn. Nó sẽ làm cho miếng củ dền mình rất là ngọt. Ngon. Một ít xíu bột ngọt thôi, không cần nhiều. Một chút xíu muối bột. Muối bạc liêu. Mình muốn nêm đường á thì mình dặn chút xíu đường, còn không thì thôi, thổi cũng được. Nên dặn một chút xíu đường. Mình không có sợ nó ngọt đường. Thật ra tất cả những món đồ mình chế biến thì mình hạn chế đường rất là nhiều. Mình chỉ chủ yếu là nêm hạt nêm. Rồi mình đậy nắp lại để củ dền nó sôi lên thì chín. Trong thời gian chờ đợi thì mình cũng sẽ sắc hành lá. Hành lá này một chút thì mình sẽ để vô canh một ít, rồi một ít mình sẽ rải lên đậu hũ. Bởi vì cái đậu hũ tươi mình chiên như thế này, mình rắc lên một chút hành á, mình sẽ khi nó vàng mình để xuống ăn á thì hương vị nó rất là đẹp hơn. Chế biến đơn sơ nhưng là bữa ăn rất là ngon, bổ dưỡng cho người ăn chay mỗi ngày. Bởi vì gia đình mình ăn chay cho nên mình luôn sáng tạo và chế biến những món ăn rất là đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, cung cấp cho cả gia đình. Mình ăn quanh năm suốt tháng vì vậy mà phải chế biến cho đầy đủ chất dinh dưỡng, vitamin. Chiên với tiêu mình đã dàn hết một bề. Rồi mình sẽ bắt đầu chở bề lại. Đó. Hũ cắt mỏng cho mình chở bề lại, nó rất là giòn. Nó vàng rụm lên. Rồi thâu tiếp theo là mình sẽ rải hành lá lên. Khi mình rải hành lá rồi mình để tiếp tục lên cho nó vàng một bề nữa. Vàng theo kiểu là nó sẽ giòn lên. Nó là một loại đậu hũ chiên tiêu và hành. Gắt hình nêm lên chứ mình không có là phải là đậu hũ muối chiên nha các bạn. Thì đây cũng là một cái món mặn để mình ăn cơm, ăn với cơm. À, ăn với một bát cơm canh. Ở trong gia đình ăn chay với mình rất là đơn giản. Rồi canh củ dền của mình nó cũng đã sôi lên. Một phần nó đã chín rồi. Thì tiếp tục mình sẽ cho khoai tây vào. Khoai tây mình để sau thôi. Bởi vì khoai tây nó nhanh chín hơn củ dền. Cho nên mình chỉ để sau rồi mình cho nó sôi lên khoảng chừng 5 phút nữa. Thì khoai tây nó vừa chín. Là mình đã hoàn tất nồi canh củ dền. Rồi như vậy là nồi canh củ dền của mình nó đã bắt đầu chín tới. Mình cho hành lá vào.
và đồng thời tắt bếp. Rồi như vậy là đã hoàn tất một nồi canh củ dền chay, gồm có nấm rơm, mình có đậu hũ tươi, mình thích thì mình để vô cũng ngon. Đây là nồi canh củ dền của mình, canh củ dền chay. Trong đây mình có nấm rơm, mình để thêm củ cải muối hoặc là củ cải trắng cũng được, khoai tây, hành lá. Như vậy thì mình đã hoàn thành một nồi canh củ dền chay cho bữa cơm chay hàng ngày gia đình của mình. Nhìn thấy rất là ngon phải không các bạn? Rất là tuyệt. Một tô canh củ dền tinh khiết dành cho người ăn chay. Rất là bổ dưỡng. Như vậy là món đậu hũ chiên hành với tiêu của mình nó đã vàng đều. Mình sẽ tắt lửa và cho ra dĩa. Ồ, các bạn có nhìn thấy miếng đậu hũ của mình đúng không? Một món ăn chế biến cũng rất là đơn giản nhưng mà ăn cũng không bị ngán, dành cho người ăn chay hàng ngày. Bếp ăn chay Kỳ Duyên của mình, Kỳ Duyên ngộ của mình ở đây là tất cả những món ăn hàng ngày, hàng bữa và bữa cơm của người ăn chay bình thường, rất là bình thường, giản dị nhưng mà cũng đầy đủ chất dinh dưỡng và ngon. Mình chỉ chế biến theo kiểu của gia đình thôi chứ không phải là mình hướng dẫn theo kiểu những người mà chuyên nghiệp nấu ăn. Cho nên bếp của mình thì cũng đơn sơ, gọn. Và món ăn của mình thì làm cũng không có quá cầu kỳ, rất là đơn giản. Rồi, và đây là một cái mâm cơm gia đình của Kỳ Duyên Ngộ của mình ngày hôm nay. Xin mời mọi người cùng thưởng thức nha. Nó đơn sơ nhưng mà nó rất là hấp dẫn, ngon lắm. Bây giờ ăn chay qua năm suốt tháng không bao giờ biết ngán. Nghe các bạn, các bạn nên thử làm những món giống của mình nha, để ăn chay hoài mãi mãi không bao giờ bị ngán. Rồi đồ chay thì lại là tinh khiết, rất là ngon miệng, đặc biệt lắm. Đây là bữa ăn của gia đình mình. Ăn củ dền là món ăn bổ dưỡng, đậu hũ chiên tiêu và hành giòn. Và một món tráng miệng là dưa hấu. Đây là bữa cơm đơn sơ, chay, bình thường, tinh khiết. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, thân tâm an lạc, ăn một bữa cơm chay thật là thanh tịnh.